khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động những ngày cuối năm. Không khí chợ Tết với nhiều loại nông sản lên ngôi. Đó là những loại nào? Để biết xu hướng tiêu dùng hiện nay, đặc biệt 365 ngày chuyển động hôm nay, bà con và quý khán giả cùng cảm nhận và tản mạn về vẻ đẹp của phong lan, thú vui tao nhã ngày Tết. Một loại hoa vừa đẹp, thanh cao, giá trị và đẳng cấp trong số các loại hoa. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin hôm nay. Sức mua tăng cao, nhiều loại nông sản Tết lên ngôi. Thịt heo thảo mộc của Vít Săn ra lò có gì đặc biệt? Quýt cam sành Lâm Đồng bán Tết mang lại giá trị kinh tế cho nhà vườn. Lâm Đồng, nơi lưu giữ nhiều giống hoa lan đẹp từ núi rừng Tây Bắc đến từ các loài hoa đặc trủng của Tây Nguyên, Lâm Đồng. Theo tổng hợp và đánh giá của biên tập viên chương trình, sức mua nông sản Tết năm nay khá nhộn nhịp, đặc biệt là vào những ngày cuối năm 29-30 Tết. Nhiều loại chào bán, giá cạnh tranh, chất lượng, mẫu mã cho đến là cách phục vụ khách hàng. Tìm hiểu xu hướng tiêu dùng trong việc lựa chọn nông sản Tết năm nay, mời khán giả rảo quanh thị trường nông sản cùng chúng tôi. Theo đánh giá chung, Tết Kỷ Hợi năm 2019 năm nay, nhiều loại nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long có giá cao mà sức mua không thuyên giảm. Nhu cầu để ăn, biếu tặng cao nên các địa phương tranh thủ chào hàng đặc sản như tôm khô, khô mực, khô khoai, khô cá lóc, cá bổi, khô nhái. Để cạnh tranh, các làng nghề tại đồng bằng sông Cửu Long sản xuất hàng đảm bảo an toàn sức khỏe phục vụ thị hiếu. Các tiểu thương ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đã nhập các loại khô từ Campuchia về, đặc biệt là khô cá lóc biển hồ Campuchia, khô nhái, khô rắn, khô trâu làm đa dạng thị trường. Hoa kiển là loại nông sản không thể gián mặt để trang trí nhà cửa khi Tết về. Các loại hoa cao cấp như lan hồ điệp, địa lan đang là xu hướng của những khách hàng có đời sống khá giả. Giá lan hồ điệp tại thành phố Hồ Chí Minh từ 340 đến 370 ngàn đồng một cành, địa lan từ 330 đến 360 ngàn đồng một cành, tăng 150 ngàn đồng một cành, gấp 3 lần so với ngày thường. Nếu chậu lan ghép có nhiều cành, có thể lên đến 10 triệu đồng, vẫn có người rinh về. Tại thành phố Cần Thơ, số lượng người đến đặt lan hồ điệp để chơi Tết, làm quà biếu tặng thời điểm này đã rất đông. Theo đó, giá dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng cho một cành loại A và A cộng, tùy thời điểm. Phần lớn, khách đến cửa hàng ít khi mua lẻ theo cành mà mua theo chậu với nhiều màu sắc để trưng Tết. Chúng ta thường hay nghe các bà nội trợ chia sẻ về tiêu chí đi chợ chính là mua hàng ngon bổ rẻ đúng không? Nhưng mà xu hướng của hiện tại, bên cạnh ngon bổ rẻ thì các bà nội trợ còn chú trọng về yếu tố chất lượng hơn là giá cả. Bởi vì trước sự bổ dây của thực phẩm bẩn thời gian qua thì ai cũng sợ mua phải hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng thích chọn hàng có tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng, dù có mắc hơn một chút thì vẫn không có vấn đề. Đặc biệt, Tết thì rất khó kiểm soát đồ thực phẩm. Làm sao để người tiêu dùng phân biệt đâu là hàng sạch và hàng kém chất lượng? Thịt heo thảo mộc được pha lóc từ những con heo thức ăn thảo mộc có chức năng kháng khuẩn, tăng miễn dịch, không sử dụng kháng sinh trong quá trình chăn nuôi, vừa được Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vít Săn giới thiệu ra thị trường sáng ngày 30 tháng 1 sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu này. Thịt heo thảo mộc là cách nuôi hiện đại và đầy kỹ thuật nên sản lượng còn rất hiếm. Đàn heo được nuôi tại trại của Vít Săn ở Bình Thuận cho ăn thức ăn thảo mộc nên vị thì có mùi thơm nhẹ, ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Sản phẩm được pha lóc đóng dĩ quy cách là 200g, 300g đến 500g. Khách hàng có thể quét mã QR trên bao bì sản phẩm để truy xuất nguồn gốc con heo. Giá thịt cao hơn thịt heo Việt Gáp 10%. Ngoài mặt hàng thịt heo thảo mộc, thịt đông lạnh nhập khẩu, thực phẩm chế biến cao cấp cũng được người tiêu dùng chú ý. Theo khảo sát tại một số chợ và siêu thị ở Hà Nội, các loại thực phẩm như thịt, cá, tôm đều đang nhích lên và tăng từng ngày. Dự đoán giá cả các mặt hàng này sẽ vẫn tăng lên đến ngày cuối cùng của năm. Các mặt hàng như thịt heo giá tăng khoảng 5.000 đồng một ký, thịt bò tăng khoảng 20.000 đồng một ký, thịt gà, vịt cũng tăng giá khoảng 10.000 đến 20.000 đồng. Riêng mặt hàng tôm vì nhu cầu mua cao nên giá tăng mạnh từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký so với ngày thường. Các tiểu thương cho biết nguyên nhân là do nguồn cung không tăng, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao. Ngược lại với các mặt hàng thịt, cá thì các loại rau củ hạ giá so với thời điểm cách đây 1-2 tuần. Theo người bán hàng, nguyên nhân là bởi thời tiết ấm nồm lên, rau phát triển tốt, nguồn cung tăng. Điều này khiến người mua cảm thấy rất thoải mái.
Thưa bà con và quý khán giả, sau 9 tháng thả nuôi, những ngày giáp Tết này, hàng chục ngàn con cá bớp của các hộ nuôi trồng thủy sản ở Lý Sơn được thu hoạch để xuất bán ra thị trường. Niềm vui được mùa được giá khiến cho việc vui xuân đón Tết cổ truyền của các hộ dân nơi đây thêm đủ đầy, đầm ấm. Trọng lượng mỗi con đạt từ 5-6 kg, sản lượng ước đạt trên 100 tấn. Với giá cá được tư thương thu mua tại lồng bè luôn dao động ở mức từ 135.000 đến 140.000 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí về con giống, thức ăn và các khoản đầu tư khác, mỗi hộ dân còn cho lời từ 200-300 triệu đồng. Cá bớp vụ cuối năm được mùa, được giá khiến cho cuộc sống sản xuất của các hộ nuôi trồng thủy sản ở Lý Sơn từng bước ổn định và có một cái Tết vui đủ đầy và đầm ấm. Trong khi đối với người trồng cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên thì niềm vui nho nhỏ lúc này là thông tin những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, thị trường xuất khẩu tháng đầu tiên của năm theo thống kê của Bộ Công Thương đạt 175.000 tấn. Trị giá 305 triệu đô la Mỹ, tăng 13,7% về lượng và tăng 10,6% về giá trị so với tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước tăng cao để đảm bảo có lời cho người trồng thì vẫn đang phụ thuộc yếu tố cung cầu thế giới thời gian tới. Thị trường xuất khẩu tăng nhẹ đầu năm sẽ là tín hiệu vui, hy vọng năm sau giá cà phê sẽ sớm khởi sắc hơn. Thưa bà con, sau nhiều năm canh tác thì Tết năm nay, đất Đờ Răng dùng trồng quýt quy mô lớn duy nhất tại Lâm Đồng đã có trái ngọt. Loại trái này bắt đầu được người dân đưa giống về trồng từ hơn 20 năm trước. Hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở đây, cây quýt cứ thế phát triển với chất lượng ngon ngọt, mẫu mã đẹp và nhiều loại giống lai tạo khác nhau. Vào mùa cuối năm nay thì những cây quýt trĩu quả trên cành, màu quýt chín vàng cam nổi bật cả một thung lũng, xen lẫn trong các vườn cây cà phê, cây hồng truyền thống dùng Đờ Răng là không khí xuân mà chúng tôi cảm nhận được qua những hình ảnh ngay sau đây. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đờ Răng, diện tích cây quýt hiện nay được mở rộng lên trên 30 hectare, trồng tập trung tại các thôn Phú Thuận 1, Phú Thuận 2. Vào dịp cuối năm, từ tháng 10 âm lịch đến tháng Chạp, bà con trong vùng bắt đầu thu hái để phục vụ thị trường, đặc biệt cung cấp cho dịp cao điểm Tết Nguyên Đán. Các giống quýt hiện đang được trồng phổ biến tại Đờ Răng gồm các loại chính như quýt tiêu, quýt đường, quýt cam, quýt giấy. Trong đó, quýt tiêu son được thị trường ưa chuộng và bán cao hơn vào dịp Tết do trái ngọt, màu sắc vàng rực rỡ. Theo một số nhà vườn, giống quýt hiện được các chợ thu mua dao động từ 10 đến 20 ngàn đồng một ký tùy loại. Sát Tết, giá quýt dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký. Quýt đơn dương hầu như không phải sử dụng hóa chất hay giải pháp nào để giữ quýt tươi lâu như những loại trái cây khác, mà vẫn có vị ngọt thanh và màu sắc bắt mắt. Thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ, đất Lâm Đồng đã ươm dưỡng cây cam sành, vốn là trái cây nổi tiếng ở vùng quê miền Tây. Thế nhưng, loại cây ăn trái này đã được đưa lên trồng thành công từ hơn chục năm nay tại thành phố Bảo Lộc. Tuy diện tích không nhiều nhưng cũng đủ để nhà vườn có thu nhập trang trải cuộc sống và là loại cây chuyển đổi thay thế hiệu quả nhất đến thời điểm này. Hiện tại ở Bảo Lộc có hơn 20 hectare trồng cam sành, chủ yếu ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Với sản lượng khá cao, chất lượng tốt, cam sành đã mang về thu nhập cao cho người nông dân Bảo Lộc. Trung bình giá cam được bán ra từ 14 đến 18.000 đồng một ký. Riêng vụ Tết, giá cam lên cao từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Từ hiệu quả bước đầu mà cam sành mang lại cho nhiều hộ dân trong những năm vừa qua, chính quyền thành phố Bảo Lộc cũng đang có phương án để giúp người dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả trong thời gian tới. Quý khán giả và bà con nông dân thân mến, phong lan ngày xưa vốn được xem là loài hoa chỉ để dành cho vua chúa sở hữu thưởng lãm. Phong lan đẹp và khó tính, được ví như tiểu thư khoe cát bởi sự thuần khiết, chỉ uống nước sạch và hít không khí trong lành. Chính vì sự đặc biệt này mà lan ngày càng được quý trọng. Cho đến nay, với sự phát triển của xã hội, phong lan đã trở thành thú chơi tao nhã của rất nhiều người. Đặc biệt trong những dịp Tết Nguyên Đán, có một vài giò lan đặc sắc trưng trong nhà sẽ là niềm tự hào của chủ nhân căn nhà đó. Tết nói về chuyện vài nét loài hoa phong lan và cũng là xu hướng làm giàu của người dân mạnh danh xứ sở ngàn hoa thì quá là một điều lý thú, đúng không Quỳnh Như và quý khán giả? Những người mê hoa và đặc biệt là những nhà vườn ở Lâm Đồng nắm bắt được xu hướng này đã biến loài hoa trầm mặc nhưng thanh cao, thượng lưu nhưng tao nhã trở nên quý giá hơn. Lạc chân tới vườn phong lan rừng nằm trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, chắc hẳn ai cũng sẽ phải trầm trồ bởi mức độ phong phú của các loại lan rừng tại đây. Ở khu vườn này, bốn mùa đều có hoa nở, tỏa hương thơm ngát.
Với mỗi độ mùa Tết đến xuân về, số lượng phong lan xuất bán ra từ khu vườn này rất lớn, đủ chủng loại, đủ màu sắc. Khi mà đam mê vô chơi thì mình cũng khó tìm hiểu là cây này nó có hợp khí lạnh hay là nó hợp cái vùng khí hậu nóng. Nên khi lúc mà cái thị hiếu ở thị trường thì có người lại thích những cái loài phong lan này rồi chủng phong lan kia, nó tùy từng người. Nên có những cái mà cây rừng nó khác hơn là những cái cây mâu. Tại vì nó là giống như là nó rừng, mặc dù những cái bông nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại là rất là hay. Lan hài, đen rô, bạch hạc lan biang, tóc tiên, giả hạt và nhiều chủng loại khác đua nhau nở rộ trong khung cảnh mùa xuân ấm áp. Là thú vui tao nhã của rất nhiều người và đặc biệt là nhu cầu tăng cao trong những dịp như là Tết Nguyên Đán thì phong lan đang là một trong những mặt hàng rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính vì nhu cầu này mà nhiều nhà vườn đã cho ra đời những chậu phong lan mang nhiều phong cách khác nhau, từ núi rừng Tây Bắc đến những đặc trưng của vùng Tây Nguyên hay vùng Lâm Đồng nói riêng, và có những chậu phong lan thì có giá trị lên đến vài trăm hay vài tỷ đồng. Nhắc đến những loại phong lan có giá trị cả trăm triệu đồng thì không thể không nhắc đến vườn lan của anh Đặng Văn Oanh ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Từ yêu rồi đến với nghề trồng lan rừng, gia tài của anh hiện nay là hàng ngàn chậu lan đủ chủng loại khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. Cây này là cây đặc trưng đột biến năm mà trắng Di Linh của mình đây, cây trắng. Trắng Di Linh. Cái này là thị trường là dân chơi, anh em chơi thì ai cũng phải cũng muốn chiêu tầm có một đầu hai đầu về để chơi. Trị giá của cái cây này thì giờ nó khoảng độ rơi vào khoảng độ 40 triệu. Còn như cây này thì cây năm cảnh trắng Hòa Bình này, gọi là cây HO ấy, vì là nó cũng là một dòng đột biến. Còn cây này là cây hồng đây, cây hồng mỹ nhân. Một đầu chắc dài nó được gần 40 rồi. Giờ như cây này nó trị giá vào khoảng độ 150 triệu đến 160 triệu một cây này. Đây là mấy cây này là nó giờ thị trường là giờ nó đang cao trào đấy. Giờ chỉ có ba cái dòng này là nó đặc trưng từ xưa, mấy năm nay trở lại đây là người ta đang cứ muốn siêu tầm một hai đầu về chơi. Tết đến, những chậu phong lan này lại bùng hoa rực rỡ, theo chân những ông chủ, bà chủ ra hội hoa xuân, cùng hòa vào dòng người tấp nập trễ hội. Thế nhưng trước đó đã có rất nhiều những lò phong lan đẹp theo mọi ngã đường đến với người yêu hoa cả nước. Để hoa đẹp, bền trong những ngày Tết trở thành niềm tự hào của chủ nhà, những nghệ nhân trồng phong lan đã bỏ ra không ít công sức chăm sóc. Và họ cũng mong muốn một cái Tết thêm phần ý nghĩa với những giỏ lan đã được đưa đến tay người tiêu dùng. Khi mà người chơi ấy, phải chọn những cái tác phẩm nào là cây đã coi như là cái mức sống đã hoàn thiện, mặc dù thì tốt nhất ta nên chọn những cái cục cây hoặc những cái chậu giỏ lan có bộ rễ nhiều là nó sẽ giữ được lâu hơn, nó không sợ bị thiếu nước. Nên khi cây mà đem về đặc trưng trong mấy ngày Tết thì ta nên hạn chế cái lượng tưới nước. Tại vì khi tưới nước ở cái phần dưới trong giá thể thì bộ rễ nó sẽ hút lên thân, nó sẽ làm cho hoa màu tàn. Đẹp, ý nghĩa thanh cao, giá trị và đẳng cấp chính là những yếu tố đặc điểm mà người dân ngày càng yêu thích và để thưởng ngoạn phong lan vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây là xu thế đẹp và cũng đem lại giá trị về kinh tế xã hội hiện nay. Thật không hổ danh là xứ sở ngàn hoa, Đà Lạt, Lâm Đồng là nơi hội tụ rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Các mô hình trồng hoa đã là một minh chứng rõ nét nhất cho thấy người dân biết thích ứng với điều kiện khí hậu và nhạy bén trong làm kinh tế nông nghiệp thì chuyện làm giàu trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Quỳnh Như cũng như là Nhật Minh rất vui vì những thành công trong sản xuất của nông dân. Điều này đã làm cho du khách biết đến Đà Lạt, Lâm Đồng nhiều hơn. Kính chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn thuận lợi, phất lên làm giàu. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin này ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.